Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đến thăm tặng quà chúc Tết Chư Tôn Đức Giáo phẩm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiện viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đón đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre có Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, cùng Chư Tôn Đức Giáo phẩm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre do Hòa thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhật Tấn bày tỏ, năm qua, dưới sự chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo giáo hội, đặc biệt là Chư Tôn Đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Phật sự của tỉnh được tổ chức thành công. Hòa thượng cũng chia sẻ với Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội về việc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ngày 19 tháng Chạp tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự. Thay mặt Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Trí tán thán và cảm niệm công đức của Hòa thượng Thích Nhật Tấn cùng phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đảm đến chúc Tết Chư Tôn Giáo phẩm bằng Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội. Phật giáo tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của Hòa thượng Thích Nhật Tấn lãnh đạo trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp. Hòa thượng cũng chúc năm 2023 và những năm tiếp theo Phật giáo tỉnh Bến Tre mọi Phật sự hanh thông, chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử, tín đồ trong tỉnh Bến Tre năm mới thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Tiếp đến, đoàn lãnh đạo Công an quận 3 do Thiếu tá Phạm Mạnh Dũng, đội phó đội an ninh Công an quận làm trưởng đoàn đã đến vấn an sức khỏe, chúc Tết Chư Tôn Đức Giáo phẩm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi thăm, Thiếu tá Phạm Mạnh Dũng đã đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc giữ gìn an ninh chính trị, đặc biệt là trong công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chung tay cùng quận, chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Ông cũng mong muốn trong thời gian tới, Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Công an quận để giữ gìn an ninh trật tự, chung tay xây dựng quận 3 và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển văn minh hiện đại nghĩa tình. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Trí hoan hỷ và gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ Công an quận 3 một mùa xuân Quý Mão an lạc các tường, mọi công việc luôn được hanh thông để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.